Bà Trần Thị Dĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Thới Lai đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Năm nay huyện Thới Lai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 220 thanh niên lên đường nhập ngũ. Huyện tiếp tục không tổ chức hội trại tổng quân cấp huyện mà giao cho hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã tập trung quản lý thanh niên tại địa phương trước một ngày. Trước khi đưa thanh niên tập trung về huyện để tổ chức lễ giao quân vào ngày mai 9 tháng 2 tại ban chỉ huy quân sự huyện. Qua kiểm tra cho thấy các xã thị trấn đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn. Tỷ lệ công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đạt cao cả về sức khỏe và trình độ văn hóa. Lãnh đạo huyện Quỷ Thới Lai yêu cầu hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục nắm tình hình tư tưởng của các thanh niên, đảm bảo vệ sinh khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại điểm tập trung của xã, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo giao quân đủ 100% chỉ tiêu trên giao.